Xin chào quý vị và các bạn. Thấu hiểu người khác luôn luôn là một bài toán khó. Tuy nhiên, bài toán khó nào cũng đều có lời giải. TISC sinh ra để trả lời cho bài toán khó làm sao để thấu hiểu người khác. TISC chia làm 4 nhóm tính cách. Nhóm D, người thống lĩnh. Là nhóm D là những người có tính cách mạnh mẽ, nhanh nhẹn, hoạt bát. Và đặc điểm của họ là họ có năng lượng cực kỳ cao. Những người của nhóm D thường là các CEO. Nhóm I, người ảnh hưởng. Họ có tính cách nhiệt tình, vui vẻ, cởi mở và nhất là họ rất hay cười. Những người nhóm I thường làm trong ngành nghề marketing, kinh doanh và bán hàng. Người nhóm S là những người trầm tính, ít nói và ngại những nơi đông người. Tuy nhiên, họ có đặc điểm là họ có khả năng thấu hiểu người khác rất là cao. Những người trong nhóm I, họ thường làm các ngành nghề liên quan đến nhân sự. Người nhóm C, người tuân thủ. Những người nhóm C họ có tính cách bình tĩnh, ít nói và họ thích sự chính xác. Những người nhóm C thường làm trong ngành nghề liên quan đến kỹ thuật, nghiên cứu và khoa học. Khi bạn biết về DIC sẽ giúp rất nhiều cho bạn trong công việc và đời sống. Ví dụ như bạn hoạt động trong một nhóm, bạn hiểu về cái điểm mạnh, điểm yếu của các thành viên trong đội. Bạn có thể từ đó hiểu được họ nhiều hơn. Và DSC giúp bạn hiểu chính bản thân bạn, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của bạn và giúp bạn phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.